Tây Nguyên đang ở giai đoạn mùa khô. Việc quản lý nước cho vườn sầu riêng, nhất là các vườn sầu riêng xen canh cà phê đang ở giai đoạn ra hoa, sẽ cần phải chú ý áp dụng kỹ thuật tưới như thế nào để quá trình cây ra hoa đậu trái thành công. Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 17 tháng 3 năm 2024 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.